với bóng đá Việt Nam và với cả bóng đá thế giới nữa, vào thời điểm mà các sân bóng vẫn còn đang đóng băng. Đường dài trước mắt cùng với V-League 1 và đối thủ ngày hôm nay chắc chắn rồi là một đối thủ khó chơi. Câu lạc bộ Viettel đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Trương Việt Hoàng. Đường chuyền được thực hiện bởi Khắc Ngọc, một trong những tân binh của Viettel mùa giải này, và đã ngay lập tức chứng tỏ được vai trò quan trọng của mình. Bóng lập bập và tìm tới Khắc Ngọc. Bàn thắng đã được ghi dành cho cầu thủ Viettel. Tỷ số là 1-0 dành cho đội khách. Và đây có lẽ là bàn thắng sớm nhất ở vòng đấu thứ 3 này. Mới chỉ là phút thi đấu thứ 2 thôi nhưng Khắc Ngọc đã đưa Viettel vươn lên. Một tình huống bóng lập bập và trái bóng tìm tới đúng vị trí của Hồ Khắc Ngọc, người cũng đã mở ra đợt tấn công vừa rồi dành cho đội khách. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Một tình huống mà trọng tài đã không căng cờ báo hiệu việt vị đối với Hồ Khắc Ngọc. Tưởng chừng như là cơ hội đã kết thúc với Viettel, nhưng từ một pha bóng lập bập thì Hồ Khắc Ngọc đã có thể ghi bàn. 5 cầu thủ áo vàng theo sát nhưng không thể ngăn chặn được tình huống dứt điểm. Kể từ thời điểm này đều đã nhìn nhận ra điểm mạnh và điểm yếu. Chính vì vậy sẽ khó có thể đòi hỏi sự toàn diện. Sút bóng vào! Quá đẹp mắt và chắc chắn là sự bùng nổ. Không thể tin được. Rafaelson, một cú đá có thể nói là ở đẳng cấp cao, một cú đá không thể cản phá. Tỷ số được san bằng 1-1 cho Dược Nam Hà Nam Định. Một cú đá làm cho tất cả phải bất ngờ. Đó là một pha dứt điểm rất hay. Hai bàn thắng đã được ghi. Rafaelson xứng đáng là một bản hợp đồng vàng 10 của Dược Nam Hà Nam Định. Mới chỉ vài trận đấu thôi nhưng mọi thứ đang được chứng tỏ mạnh mẽ. Vào thời điểm mà Nam Định đang rất khó khăn để có thể tiếp cận được với khung thành của Trần Nguyên Mạnh thì hãy xem cú sút này. Đây có lẽ là một trong những bàn thắng đẹp nhất trong cả bình diện của V-League và Cúp Quốc gia, những trận đấu của mùa giải 2020. Nhịp vào đà và cú đá là miễn chê. Tỷ số được san bằng 1-1. Khoảnh khắc của một ngôi sao đã tạo ra sự khác biệt. Và đây là câu trả lời rất nguy hiểm, và đó lại là Hồ Khắc Ngọc. Cũng là một cú sút xa, và chỉ thiếu may mắn một chút thôi thì Viettel sẽ lần thứ hai vượt lên. Hai đội chơi ăn miếng trả miếng, và đây chính là những gì mà người ta chờ đợi ở cuối đầu giữa Dược Nam Hà Nam Định và Viettel. Lần này là một cú sút bằng chân trái, cự ly cũng không gần hơn so với cú đá trước đó của Rafaelson. Những tân binh của hai đội bóng, những bản đồng có chất lượng. Như vậy là trợ lý Lee Chang-jin là người thay mặt cho ban luyện đội tuyển quốc gia có mặt trên sân Thiên Trường ngày hôm nay. Điều chuyển khá hay. Venasio! Điều gì đã xảy ra? Venasio không thể ghi bàn. Thoải mái không chế bóng và khoảng cách chỉ hơn 5m mà thôi. Cũng chứng kiến những tình huống bỏ lỡ có thể nói là không tưởng. Cú đá của Phi Sơn trên sân Lạch Tray, và bây giờ là Venasio. Và đây là cái cách mà Nam Định vẫn chơi, đưa trái bóng lên phía trên một cách nhanh nhất. Đỗ Melo, Sĩ Minh, cánh trái là Mai Xuân Quyết. Không vào! Thêm một tình huống dứt điểm ở cự ly gần nữa. Phản công vẫn đang là Việt Phong. Venasio xuống bóng, không vào. Cơ hội rõ rệt nhất của Viettel kể từ khi hiệp hai được bắt đầu. An sẽ gặp SHB Đà Nẵng, Quảng Nam gặp Thanh Hóa, Than Quảng Ninh gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, và trận đấu được nhiều người chờ đợi. Hà Nội gặp Hoàng Gia Lai sẽ có một quả đá phạt trực tiếp. Người bị phạt lỗi là Hugo. Thẻ đỏ trực tiếp. Như vậy là sự xuất hiện của Lâm Anh Quang được đánh dấu bằng cú đánh đầu phá bóng sau quả đá phạt góc của Hồ Khắc Ngọc và chiếc thẻ đỏ trực tiếp này.
Dược Nam Hà Nam Định chỉ còn 10 người trên sân. Thẻ đỏ trực tiếp. Cú kê gầm dậy. Thẻ đỏ trực tiếp. Và Nam Định vào lúc này chỉ còn 10 cầu thủ trên sân. Vẫn là quả đá phạt của Khắc Ngọc, rất nguy hiểm. May mắn đã đứng về phía đội chủ nhà đầu tiên và để lại dấu ấn bằng những đường đá phạt của mình. Đúng là chỉ thiếu một chút may mắn để Khắc Ngọc có cú đúp ở tình huống này. Bóng đã chạm vào cột dọc khung thành của Đinh Xuân Việt. Viettel sẽ trở về sân nhà Hàng Đẫy để đón tiếp Thang Quảng Ninh. Trong khi đó thì Dược Nam Hà Nam Định sẽ về tới làm khách trên sân của Hoàng Anh Gia Lai. Minh Tuấn! Tỷ số được đưa lên 2-1 cho Viettel. Chắc chắn rồi, Vũ Minh Tuấn người đang mang lại sự bùng nổ. Và Viettel đã nắm bắt được cơ hội trong những phút đá bù giờ. Mọi thứ đã thay đổi sau chiếc thẻ đỏ của Lâm Anh Quang. Và bóng vào và dứt điểm cực nhanh. Tỷ số là 2-1 dành cho đội bóng huấn luyện viên Trương Việt Hoàng. Minh Tuấn sẽ phải nhận thẻ phạt về hành động cởi áo ăn mừng. Nhưng không sao cả, đối với cá nhân anh có lẽ là như vậy. Bóng đập đất nảy lên và Vũ Minh Tuấn có một cú ra chân nhanh như điện. Thắng lợi đã đến rất gần với Viettel. Họ vẫn sẽ bất bại ở V-League sau 3 vòng đấu. Và số điểm sẽ là 7 điểm.